Hello, chào mọi người đã quay trở lại với kênh Ngày Mai Mặt của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người lên like quần jean. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người lấy lại cái like gốc nè, cái like cũ, gọi là lên like cũ ha. Lấy lại cái like gốc này làm sao để mình lên like cho nó đẹp nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu hướng dẫn mọi người cách lên like lấy lại cái like gốc này nha. Ok, thì đầu tiên là mình cần xác định cái chiều dài mà mình muốn cắt nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ đo cái quần và mình xác định cái chiều dài mà mình muốn cắt cái quần này. Thì ví dụ như bây giờ là mình muốn cắt cái quần này còn 95 cm. Thì khi mình cắt á mọi người cắt nên cắt chỉ còn 94 thôi nha. Khi mình muốn cái chiều dài của mình là 95 cm thì khi mình cắt á, mình cắt 94 ha. Mình cắt 94 tí mình gấp cái like cũ này lên ha, cái bỏ cái like cũ này lên là nó vừa nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ cắt 94 phân. Thì tiếp theo là mình sẽ tháo hai cái like này ra nha mọi người. Tiếp theo là mình sẽ tháo chỉ hai cái like này ra. Thì mình dùng lưỡi lam hoặc là dùng kéo hoặc là dùng dao gì đó. Các bạn có thể dùng tất cả cái gì để tháo cái đường chỉ cái like cũ này ra. Và bây giờ mình sẽ tháo cái đường chỉ like cũ này ra nha. Đây mình là dùng lưỡi lam nha. Mình dùng lưỡi lam quen rồi mình rọc nó nhanh lắm các bạn. Đó. Tháo lưỡi lam này tháo cẩn thận nha mọi người. Tháo mà không cẩn thận là dễ bị rách quần lắm á, rách cái lai á. Đó, mình đã tháo xong một cái nè, và cái thứ hai. Thì bây giờ mình đã tháo xong hai cái like rồi, mọi người nhớ lụm chỉ sạch sẽ nha. Lật ra mình lụm chỉ sạch sẽ hết để mình mai vô lại nha mọi người. Ok, thì bây giờ mình đã tháo ra xong và đã lụm chỉ sạch sẽ rồi. Và tiếp theo mình sẽ gọt cái like nha mọi người. Mình gọt bớt đi. Mình gọt bớt cái phần like cũ này đi. Thì mọi người từ ngay cái chỗ mà đường chỉ cũ nè. Mọi người gọt ra cách khoảng 1 phân cho mình ha, khoảng hơn 1 phân xíu, 1/2 cũng được. Đây mình, bây giờ mình sẽ gọt cho mọi người xem nha. Đó, từ cái đường chỉ cũ nè ra đây là khoảng 1/2 nha mọi người, phân đến 1/2, để tí mình mai vô mình ráp lại á. Rồi, thì bây giờ mình đã gọt xong rồi, bên đây nữa. Ok, thì bây giờ mình đã gọt hai cái like và mình đã nhặt chỉ sạch sẽ hết rồi. Ok, thì tiếp theo là mình phải cần đo cái like để coi nó có vừa với cái ống không nha mọi người. Thì tại vì khi mà mình cắt cái quần này mà nếu mà lên cao quá thì cái ống mình nó càng ngày nó càng đi lên nó càng bự, thì cái lai này nó sẽ không có vừa với cái ống ở trên đây. Thì nếu mà nó bự quá thì mình phải cần bóp hai cái ống quần của mình lại để cho nó vừa với cái lai cũ. Thì bây giờ mình sẽ đo thử để coi nó có vừa không, nó có rộng quá không ha nha mọi người. Thì bây giờ cái này là khoảng 16 phân nè. Ok, thì cái ống quần này cũng là 16 phân nha mọi người. Thì như vậy là mình không cần bóp hai cái ống quần này lại. Còn nếu mà gặp trường hợp mà cái quần mình lên cao quá thì cái ống mình nó sẽ to ra, thì mình cần bóp nhẹ cái ống quần lại để cho nó vừa với cái lai. Thì bây giờ như vậy là cái ống quần mình và cái lai của mình đã vừa với cái quần rồi. Đây thì tiếp theo là cái phần nối lai này nè mọi người. Nó rất là dày và nó rất là cộm. Mai qua đây nó rất là dễ bị gãy kim và dễ bị đứt chỉ nha mọi người. Thì mình khắc phục bằng cách như vậy. Các bạn banh nó ra, banh cái lai nó ra và mình gọt cái phần mà dư cái đường vải này nè mọi người.
mình gọt hai bên luôn nha. Đó, mình gọt hai cái đường ngay cái chỗ mà nó gấp lại nè. Nó gấp lại nè, ở chỗ này nó rất là dày. Mọi người mà mai qua đó không khéo là có thể bị gãy kim. Để mình là nó rất là cộm luôn. Thì mình banh nó ra như vậy và mình sẽ gọt bớt cái phần dư này đi để cho nó bớt cộm lại nha mọi người. Và trong ống quần này mình cũng gọt một phần luôn. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu gọt cái phần dư này đi để cho nó bớt cộm khi mà mình gấp cái lai lại như vậy nè. Thì nó không có bị cộm ngay chỗ này quá dày. Thì khi mình mai qua thì nó rất là dễ bị gãy kim. Đó. Thì bây giờ mình sẽ gọt cái phần này đi. Gọt bớt nó đi. Đó. Thì bây giờ nè mình gấp lại nè, mình gấp lại nè, mình đã gọt một bên rồi nè. Đó, mình gấp lại thì nó rất là mềm. Rất là mềm và nó không có còn bị cộm ngay chỗ này nữa. Đó, đây là một cái bí quyết nha mọi người. Đó, thì bên đây cũng vậy luôn. Mình cũng gọt cho nó mỏng lại, nó nhỏ lại để khi mình mai qua cái nó không có bị gãy kim, nó rất là cộm, nó rất là dày, rất là khó chịu nha mọi người. Đó, mình sẽ gọt bớt nó đi như vậy. Đó. Thì khi mình gấp lại thì nó không có bị cộm nhiều nữa. Đó, nó rất là mềm luôn. Đấy. Thì ở trong ống quần mình cũng gọt như vậy, nhưng mà trong ống quần mình gọt ít thôi nha mọi người. Mình chỉ gọt một khúc thôi. Ngay trong đây nè, mình chỉ gọt xéo nó ra như vậy nè là được nè. Đấy. Bên đây cũng vậy luôn. Gọt bớt cái đường chỉ mà dư, cái đường vải mà còn dư á, để cho nó bớt cộm nha mọi người. Đấy, xéo nó xuống. Thì bây giờ mình đã gọt mấy cái chỗ mà để cho nó làm cộm hết cái lai quần, và mình cũng đã nhặt chỉ và tháo chỉ sẽ hết mọi người. Và bây giờ là công đoạn cuối cùng là mình sẽ ráp cái lai này vào cái ống quần. Thì bây giờ khi mình ráp á mọi người nên chọn cái điểm mà lấy một cái lai ra, lấy một cái ống quần mà có cái bạn nhìn theo ráp ngay cái đường sườn nè, thì bạn cũng chọn ở bên cái lai quần nó có cái đường sườn giống như vậy ha. Khi mình úp hai cái lai và cái ống quần lại như vậy nè, mình ráp vào á thì nó sẽ trùng hai cái đường chỉ, nó sẽ rất đẹp nha mọi người. Thì bây giờ là bắt đầu là mình banh cái lai ra, banh hết bự cái lai ra như vậy, và mình xỏ cái ống quần này vào trong luôn nha mọi người. Đó, thì bây giờ mình sẽ kiếm cái chỗ mà có cái đường sườn nè, mình ráp lại với nhau trước nè. Đấy. Hai cái đường sườn ở trên ống quần và cái lai mình sẽ ráp vào, và mình sẽ dịnh ngay cái điểm này để khi mình lật ra nó sẽ trùng. Nó rất là đẹp. Đó, bây giờ mình sẽ dịnh cứng cái chỗ này và mình mai vào trước. Mình mai vào cái chỗ mà hai cái điểm nối sườn này nè, nó phải trùng nhau, khi mà mình lật ra nó mới đẹp nha mọi người. Đó. Mình dính cứng ngay chỗ này. Bỏ vô máy. Rồi, mình đạp mình dính cố định ở ngay cái chỗ mà điểm sườn này trước đi. Rồi, bắt đầu mình ráp lại. Các bạn mai bằng chân vịt là được rồi. Thì các bạn đặt hai trùng hai cái mép vải và bạn các bạn mai vòng tròn cái lai thôi, mai cho nó dính vào là ok. Rồi. Đó, thì bây giờ mình đã hoàn thành xong một bên lai nè mọi người. Đó, thì tiếp theo là cái bên tiếp theo. Thì khi mình mai trùng á, thì hai cái đường chỉ này nè, nó trùng như vậy nè. Thì khi mà bạn gấp vào á, thì bạn gấp cái lai vào á, thì cái lai của mình nó sẽ trùng với cái đường sườn, nó rất là đẹp luôn. Đây, thấy không? Và bây giờ là cái bên tiếp theo, mình cũng làm y chang như vậy luôn. Mình banh bung cái lai ra. Đó, bung hết cái lai ra và mình xỏ nó vào trong. Các bạn canh ngay cái đường sườn này, nhiễu sườn này các bạn xỏ. Xỏ vào trong. Rồi bây giờ mình sẽ đặt hai cái điểm nối đường sườn lại với nhau, và mình sẽ chốt lại ngay cái đường đó cho nó chặt lại với nhau nè. Đấy, mình dính chặt ngay chỗ này nè. Đừng có
để cho nó xê dịch nha. Đó, các bạn nhìn chặt ngay chỗ này nè. Rồi. Đấy, nói lại cái điểm này. Đấy. Rồi, cứ như vậy mình mai vòng tròn. Đây thì mình đã mai lược sơ qua hai vòng rồi nè. Từ đây nè, đây nè, cái này là mình mai nó hơi bị lệch, nó không có được đẹp ha mọi người. À, bên đây nó trùng nè, bên đây mình mai nó hơi bị lệch rồi, hơi xấu đó. Lâu quá không có mai đó. Thì bây giờ là tiếp theo là mình sẽ gặp cái lai lại như vậy và mình sẽ mai lên, nhiễu lên, nhiễu lên nha mọi người. Đó, thì bây giờ là công đoạn cuối cùng. Gặp lên. Thì cái đoạn này nó vẫn còn hơi cộm cộm nha mọi người. Thì mình dùng cái búa nè. Cái búa này mình tập cho nó nha. Nó mềm mềm xuống xíu. À, cái chỗ này rất là cộm các bạn. Các bạn dùng cái búa này các bạn tập cho nó mềm mềm xuống xíu để cho nó khi mình mai qua nó không có bị gãy kim ha. Đó. Đó, khi mình qua đây nè, các bạn nên lăn tay, quay tay á. Cái khúc này nó rất là dày. Lâu rồi mình không có mai nên mai nó có hơi xấu mọi người thông cảm nha. Cũng khoảng mười mấy năm là mình không có sửa quần riêng đó mọi người. Lâu rồi, cái này mình làm từ hồi nhỏ rồi nên bây giờ mai nó không có được còn được đẹp như ngày xưa nữa. Đó, các bạn cứ mai lên cái đường chỉ cũ nè, cái đường chỉ cũ mà cái lai của mình hồi nãy mình tháo ra đó, các bạn cứ dậm lên cái đường đó, các bạn gập nó hết vào trong nè. Đấy, các bạn mai lại. Thì các bạn nên mai từ từ thôi, nó cho nó đẹp. Các bạn gấp hết vào trong đây, thấy không? Gấp hết vào trong rồi các bạn mai lên. Đấy. Mình đã mai xong một cái lai rồi nè, và bây giờ mình sẽ cắt chỉ sạch sẽ cho mọi người xem đỡ nha. Đấy. Đã hoàn thành được một bên lai rồi, và bây giờ mình sẽ mai cái bên tiếp theo. Đấy. Bên tiếp theo cũng vậy, mình gập nó xuống nè, gập vào trong hết. Mình là dùng cái búa nè, hoặc cái gì cứng cứng á, các bạn đập cho nó xuống cái phần cho nó rất là dày này đi, cho nó dễ qua, nó không có bị gãy kim nha. Lúc này bạn qua, bạn quay tay nè cho nó qua đi. Gấp, cứ quay lần là gấp xuống rồi nhiễu lên. Các bạn cố gắng mai lại cái đường chỉ cũ nó nè, cái đường màu xanh xanh đó. Đó, các bạn cứ
lật lại và may theo trên cái đường chỉ cũ là ok. Rồi thì mình đã hoàn thành xong cái lai này nè mọi người, nhìn nó y như là lai lai cũ vậy á, nè rất là đẹp luôn. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ gọt chỉ ở phía trong. Đây mình đã lên lai cũ xong rồi nè mọi người, hai cái luôn. Đây. Như cũ rất là đẹp luôn, nhìn khó có biết mà lên lai lắm nha mọi người. Nếu mình đại mình lâu rồi mình không có làm nên nó nên thì lâu rồi mình không có làm nên mình mai nó cũng hơi xấu một xíu nha mọi người, không có được đẹp lắm. Mình chỉ làm video hướng dẫn thôi, mình mai đại thôi, hướng dẫn mọi người thôi. Đây thì mình vừa hướng dẫn mọi người lên một cái lai, lấy lại cái lai gốc rất là đẹp luôn. Thì video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn mọi người cách thay dây kéo quần jean nha mọi người. Thì mọi người thấy video mình hay và hữu ích, nhớ like cho mình và đăng ký kênh để và cũng bấm cái chuông để khi mình ra những cái video mới nhất thì các bạn có thể xem. Thì bây giờ mình xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.